đó, ái luôn dạng như gốc ở đây bộp. bập 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 hạt hạt xong rồi bập bập. Trời ơi đất, ôi trên nó bự quá Ủa, nè. cho nó bự. Ôi chú cha nó to. Ôi các bạn thấy không, béo nó ngậy luôn. Ừ, trái này nè. Ừ đúng rồi. yeah. Đó, trái trong kia kìa. Đó. Đây này, hia Đó, hia trời ơi. hia. Sao Sao thu hoạch nhiều quá thế, ăn sao không? hết nhỉ? Ăn hết thì để dành. Xin chào các bạn. Để khắc phục cái hiện tượng là trái dưa leo baby á các bạn, nó ra nhưng mà cái quả nó không có lớn được, cái là nó ra xong cái nó héo từ từ các bạn ha, nó không có phát triển bình thường, do cây dưa leo baby nó nở bông rất là đồng loạt rất là nhiều, cho nên là cái dinh dưỡng nó cần rất là nhiều các bạn ha. Nên là khi cây mà thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ không có nuôi được những cái trái này. Thì biện pháp khắc phục á có rất là nhiều biện pháp các bạn. Biện pháp thứ nhất là các bạn phải thu hoạch đúng lứa, những trái lớn vừa đủ ăn là chúng ta phải thu hoạch liền để nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi những cái trái còn lại, chứ mình không thu hoạch thì những cái trái này nó sẽ teo đi hết rồi các bạn ha, nó sẽ không phát triển được. Thêm một biện pháp nữa đó là chúng ta phải bổ sung thêm dinh dưỡng cho nó, đặc biệt là hai nguyên tố, đó là nguyên tố lân và nguyên tố kali. Và trong cái quá trình cây đang nuôi trái và chúng ta thu hoạch hàng ngày thì biện pháp mà chúng ta tìm ra những cái phân bón hữu cơ để chúng ta sử dụng, làm sao để mình có thể là vừa thu hoạch trái ăn an toàn và cây nó sinh trưởng tốt, thì mình sẽ đưa ra một biện pháp để cho các bạn bổ sung thêm dinh dưỡng hữu cơ cho nó các bạn ha. Rồi chúng ta cùng thực hiện nha các bạn. Đây là phân dơi nguyên chất các bạn. Thì cái lượng phân dơi này á thì cái phosphor của nó, cái lân của nó các bạn rất là cao, trên 30% là lân ha. Đạm và kali của nó thì ở mức độ trung bình, nó thấp thôi, nhưng mà cái lượng lân thì rất là cao. Cùng với phân dơi này mình sẽ bổ sung lân cho cây trồng của mình, khi mà cây trồng nó đang ra hoa và kết quả nó cần rất là nhiều phân lân. Và một cái phân thứ hai các bạn, đó là cái seaweed 95% trong biển ha. Thì đây là một cái mà người ta chiết xuất ra từ trong biển tươi, nó cũng rất là tốt ha, hoàn toàn là hữu cơ nha các bạn nha. Thì các bạn cũng thấy nè, chất hữu cơ nó là 36%, đạm của nó chỉ có 0,63% thôi, lân thì nó thấp là 0,18%, nhưng mà hàm lượng kali của nó là tới 15%, và nó có thêm cái magie nữa, canxi nữa. Thì mình phối hợp hai cái phân này lại với nhau, nghĩa là phân dơi và cái seaweed này mình phối hợp lại để cung cấp lân và kali, giúp cho cân đối cái dinh dưỡng, hàm lượng lân và kali khi mà cái cây trồng của mình nó cần cái hàm lượng này cao trong giai đoạn nó phát triển trái các bạn nha. Thì mình ngâm như thế này, đây là mình đã ngâm rồi, ngâm 24 giờ các bạn. Nửa ký phân dơi nguyên chất mình ngâm cho 9 tới 10 lít nước nha, ngâm trong vòng 24 giờ. Thì trong 9 tới 10 lít nước này á thì mình sẽ cho thêm một gói cái seaweed này vô nha, thì nó sẽ bổ sung thêm cái lượng canxi cho cây trồng, hoàn toàn là hữu cơ hết nha các bạn nha. Cái seaweed này được nhập từ Canada nè. Rồi chúng ta quậy đều cái hỗn hợp này lên thì chúng ta tạo ra được một cái hỗn hợp phân rất giàu lân và kali, để giúp cho cái cây nó có đủ dưỡng chất nó nuôi trái nha các bạn. Cây khi cây nuôi trái nó rất cần nhiều lân và kali nha. Rồi rồi sau khi chúng ta đã hòa đều cái dung dịch đó thì chúng ta pha cái dung dịch này các bạn, pha nó với tỷ lệ là 1:4,
một cái dung dịch này với bốn nước là nước thường các bạn nha. Rồi chúng ta đi tưới. Là pha với tỷ lệ 1:4. Nếu mà cây mà thấy nó sinh trưởng êm im thì các bạn pha tỷ lệ 1:5 nha. Còn thấy cây mà nó yếu quá thì chúng ta pha tỷ lệ 1:4. Rồi chúng ta đi tưới cây thôi. Rồi cắt em này nha. Trời ơi chết đẹp quá, mập lù luôn. Cắt em này. Cắt em này. Đây các bạn thấy đẹp không, em này ngày mai cắt được nè. Đó, em này chưa tới ngưỡng, ngay chừng nào mà nó da nó bóng lên thế này các bạn nè, bạn thấy da nó bóng lên thế này là trái dưa leo vừa đạt ngưỡng để chúng ta cắt nha. Đó, rất là đẹp. Đây trái quá trời, không cung cấp dinh dưỡng là mấy trái này không ăn được nè. Mấy trái này nó sẽ teo hết. Rồi chúng ta tưới cái phân hỗn hợp phân hữu cơ cho nó nha các bạn. Rồi một chậu này chúng ta tưới nó một ca này các bạn nha, tưới đều trên bề mặt là ok. Bạn thấy mấy cái giống dưa leo này lớn nhanh kinh khủng không? Mới chiều hôm qua mình cắt mấy trái lớn các bạn, cái trái này còn bé ha, sáng ra là thấy nó to đùng luôn vậy nè. Bởi vì khi mỗi lượng trái nó nhiều vậy nó cần dinh dưỡng rất là nhiều các bạn ha, mình phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho nó các bạn. Đây mới bỏ phân có mấy ngày nè, các bạn thấy là cái rễ của nó nè đã ăn đều lên trên bề mặt này nè. Nó sức sống của cây dưa leo này tốt ha, cái giống này sức sống tốt, đẹp quá. Nhưng mà rất phù hợp với khí hậu Việt Nam chúng ta ha. Rồi, chiều nay cắt tiếp mấy trái này các bạn để nó nuôi tiếp những trái ở trên này. Quá trời trái rồi, các bạn thấy một lần nở của nó nè Phật cô. Quá trời luôn, bông ơi là bông, nhiều lắm các bạn ơi, giống như leo tuyệt vời quá. Rồi các bạn nhớ bổ sung kali và lân cho nó thường xuyên ha, cứ tưới cái hỗn hợp phần dời với cái siêu á, hai ngày tưới lần các bạn, để bổ sung cho nó nha các bạn nha. Đây các bạn u trái quá trời trái rồi, thêm cái lân và kali vô thì khả năng độ trái của nó tuyệt vời luôn các bạn, trái dữ dằn. Rồi cái lân và kali đó, cái phần dời với cái siêu quýt đó các bạn, thì hai ngày mà các bạn tưới nó một lần ha, trong giai đoạn này để bổ sung thêm cái lân và kali cho nó nha các bạn. Rồi thu hoạch thôi các bạn ơi, trồng thì trồng, vợ thì hái các bạn. Đó đã không, này cho nó ta nồi, trời ơi bạc bạc luôn, bạc nó chơi luôn em ơi. Ừ để nó nuôi mấy trái nhỏ, bạc ui trời ơi, ừ béo thế, ui đây là phải dưa leo béo. Ừ ok.
rồi trái kia để lại mai hái to đùng. À, trái này là mai hái to dữ lắm nè. Cho nó nuôi mấy trái ở trên, mấy trái ở trên đó. Ừ. Không nuôi nổi.